Ôi trời ơi. Chào mừng anh em đã quay trở lại. Nhân tiện thì mở đầu video này chúng ta sẽ điểm nhanh chương trình khuyến mãi sớm thế hệ iPhone 14 series đang diễn ra tại ClickBuy với phần quà dành cho anh em lên đến hàng triệu đồng mà anh em có thể tham khảo ngay tại tất cả hệ thống ClickBuy trên toàn quốc. Chào mừng anh em đã quay trở lại và vào video cuối cùng của năm, chúng ta sẽ đến với ông vua di động Samsung. Như đã biết thì vào sự kiện Unpack được tổ chức vào ngày 2 tháng 2 sắp tới, Samsung sẽ chính thức ra mắt dòng điện thoại cao cấp thế hệ tiếp theo của Galaxy S series, tức dòng Galaxy S23. Trong đó, Galaxy S23 Ultra và Galaxy S23 Plus sẽ là hai mẫu cao cấp nhất, nhưng cùng hướng đến những giá trị sử dụng tương đối khác biệt. Ngay sau đây sẽ là tổng hợp của kênh về những đặc điểm mới nhất, cũng như so sánh sự khác biệt chính về bộ đôi Galaxy S23 Plus và Galaxy S23 Ultra để từ đó mang đến cho anh em những cái nhìn chính xác nhất về bộ đôi flagship cao cấp nhất của Samsung trong nửa đầu năm nay. 1. Về thiết kế. Với S23 và S23, Samsung đã thống nhất ngôn ngữ thiết kế của dòng Galaxy S để có sự khác biệt so với dòng Ultra cao cấp, đặc biệt là mặt lưng. Trong khi chiếc Ultra sẽ đặt các ống kính máy ảnh trùng với mặt lưng của điện thoại, thì phiên bản S tiêu chuẩn và S Plus sẽ vẫn nhóm các ống kính và một cụm hình thoi nhô lên hẳn so với mặt lưng. Kích thước của dòng Galaxy S23 khi so với S22 cũng lớn hơn một chút nên chắc chắn các anh em muốn tận dụng lại ốp lưng của S22 sẽ không thể xài cho S23 được. Rồi, về kích thước cụ thể, Galaxy S23 Plus nhẹ hơn, hẹp hơn một chút và ngắn hơn nhiều so với S23 Ultra. Điều này sẽ có ích đối với các anh em lo ngại kích thước khổng lồ của mẫu Ultra, nhưng vẫn muốn có một chiếc điện thoại màn hình lớn cao cấp bậc nhất của Samsung trong nửa đầu năm nay. 2. Về màn hình. Đây là điểm mà màn hình 6.8 inch 2K trên Galaxy S23 Ultra tỏa sáng hơn so với màn hình 6.6 inch Full HD của S23 Plus vì nó cung cấp tấm nền với công nghệ màn hình LTPO OLED mới nhất cho phép khả năng tùy biến tốc độ xuống tới 1Hz giúp tiết kiệm pin hơn trong quá trình sử dụng, đặc biệt là khi pin yếu. Trong khi đó, màn hình trên chiếc Galaxy S23 Plus có thể cung cấp giải tốc độ làm mới từ 48Hz đến 120Hz cũng như độ phân giải chỉ đạt Full HD giúp mang đến lợi thế tiêu thụ pin ít hơn so với chiếc S23 Ultra. Về độ sáng, Samsung có thể giữ độ sáng tối đa 1750 nits cho màn hình của chiếc S23 Ultra thay vì sử dụng công nghệ 2000 cộng nits mới nhất của họ. Về các thông số khác, cả hai màn hình đều sẽ được hiệu chỉnh rất tốt với chứng nhận HDR10+. 3. Về hiệu năng. Với dòng Galaxy S23, Samsung cuối cùng đã quyết định trang bị chip Qualcomm Snapdragon cho tất cả các biến thể, thay vì trang bị chip Exynos ở một số mẫu vì họ cho rằng nó không thể cân được với modem X705G mới nhất của Qualcomm. Bằng cách chọn không sử dụng chip Exynos, Samsung đã cho thấy rằng họ lắng nghe khách hàng của mình. Điều này sẽ nói rằng Galaxy S23 và Galaxy S23 Ultra sẽ được trang bị chipset Snapdragon 8 Gen 2 tùy chỉnh mà Samsung có thể đã sản xuất tại các xưởng đúc của riêng mình, không giống như loại thông thường, có tốc độ 3.2 GHz do TSMC sản xuất. Theo báo cáo, bộ vi xử lý S23 độc quyền của Samsung sẽ được gọi là nền tảng di động Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 dành cho Galaxy và sẽ có lõi chính ARM Cortex-X3 được ép xung chạy ở tốc độ 3.36 GHz, giúp đây sẽ trở thành điện thoại cao cấp Android có con chip xung nhịp cao nhất trong nửa đầu năm nay, vượt qua phần lớn các điện thoại chơi game hiện có trên thị trường. Với màn hình có độ phân giải thấp hơn, thì hiển nhiên Galaxy S23 Plus sẽ có màn thể hiện ngon hơn về benchmark khi so với S23 Ultra. Tuy nhiên, khi so với kẻ hủy diệt A16 đến từ Apple trên chiếc iPhone 14 Pro, dường như con chip mạnh nhất của Qualcomm vẫn chưa thể đánh bại hoàn toàn khi chậm hơn 10-20% trong các điểm chuẩn tổng hợp do A16 được nâng xung nhịp lên tới 3.46 GHz. Bên cạnh đó, tùy chọn bộ nhớ trên mức giá, cũng là thứ mà các anh em thích RAM to cần cân nhắc, vì Samsung tương đối keo kiệt khi chỉ trang bị RAM 8GB trong các phiên bản S23 và Ultra cơ bản. Điều này khá ngạc nhiên với mức giá lần lượt là 1.000 USD và 1.200 USD của hai mẫu máy này. Được cái là Samsung đã tăng gấp đôi dung lượng lưu trữ của S23 lên tới 512 GB. Trong khi đó, S23 Ultra vẫn có tùy chọn RAM 12 GB, thấp hơn so với con số lên tới 18 GB của một số điện thoại Trung Quốc cùng tầm. 4. Về camera. Đây sẽ là nơi mà Galaxy S23 Ultra tỏa sáng khi được trang bị cảm biến Samsung ISOCELL HP 200 megapixel, không chỉ có độ phân giải cao hơn nhiều so với camera chính 50 megapixel trên S23 mà còn đi kèm với các công nghệ ảnh mới nhất và tốt nhất của Samsung. Chẳng hạn, nó cung cấp tính năng phát hiện lấy nét theo pha cao gấp đôi so với S23. Cảm biến ảnh mới trên Galaxy S23 Ultra cũng có công nghệ tạo pixel tiên tiến mang tên Tetra 2 pixel, cho phép nó thay đổi kích thước pixel tùy thuộc vào lượng ánh sáng trong môi trường. Trong điều kiện ánh sáng yếu, cảm biến chụp ảnh 50 megapixel ở 1.2 micron hoặc ảnh 12.5 megapixel ở 2.4 micron
giúp gia tăng độ nét cho sản phẩm. Bên cạnh đó, Galaxy S23 Ultra còn được bổ sung khả năng thu phóng kính tiềm vọng 10 lần và camera mặt trước mới trên S23 Ultra với cảm biến lớn hơn và công nghệ chống rung siêu tốc OIS tùy chỉnh riêng, giúp các anh em nhiều khi không cần gimbal vẫn có thể cầm điện thoại lìa như máy ảnh chuyên nghiệp thực thụ. Về pin, Galaxy S23 sẽ nhận được sự cải thiện đáng kể về dung lượng pin so với người tiền nhiệm của nó khi nâng lên mức 4.700mAh so với 4.500mAh trên Galaxy S22 và có cùng tốc độ sạc không dây 4.5W và 1.5W như Galaxy S23 Ultra với viên pin 5.000mAh lớn hơn. Do cả hai điện thoại đều được cung cấp sức mạnh bởi con chip Snapdragon 8 thế hệ thứ 2 tốc độ 3.36GHz dành cho Galaxy, sự khác biệt nhỏ về dung lượng pin sẽ bù đắp cho bất kỳ lợi thế nào về mức tiêu thụ năng lượng mà S23 có thể có do màn hình nhỏ hơn với độ phân giải thấp hơn. Ngoài ra, S23 Ultra thực sự có thể có thời lượng pin tốt hơn so với S23 nhờ công nghệ màn hình LTPO tiết kiệm hơn và phạm vi tốc độ làm mới rộng hơn. Nghĩa là, trừ khi anh em ở ngoài trời nắng quá gắt khiến màn hình bật sáng cực đại, thì khi đó, Galaxy S23 Ultra mới có pin kém hơn Galaxy S23. Còn trong điều kiện bình thường, thì thời lượng pin của hai thiết bị sẽ là 19-10. Nhìn chung, có thể thấy với thế hệ Galaxy S mới nhất, Samsung thực sự đã thu hẹp khoảng cách về thông số kỹ thuật của Galaxy S23 với S23 Ultra, đặc biệt là việc gấp đôi dung lượng bộ nhớ trong của S23. Tuy nhiên, S23 Ultra vẫn có phương trời riêng của nó, để xứng đáng với mức giá đắt hơn $200 khi so với Galaxy S23, nó không chỉ cung cấp bộ camera tiềm vọng mạnh mẽ nhất trên điện thoại hiện đại mà còn là cảm biến 200MP tiên tiến nhất, bỏ xa mọi thiết bị Android hoặc iPhone nào khác hiện nay, bao gồm cả Galaxy S23. Bên cạnh đó, tính linh hoạt của máy còn được nâng cao nhờ bút S Pen tích hợp, cùng với màn hình OLED LTPO sáng hơn, ngon lành hơn. Nói chung, Galaxy S23 Ultra sẽ chắc chắn trở thành một trong những điện thoại Android cao cấp tốt nhất nửa đầu năm nay, mà bất kỳ anh em fan của Samsung đều sẽ mong chờ.